Xin kính chào quý vị khán giả. Tôi là Đăng Mạnh, phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và đây là người bạn đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Vũ Anh, thuyết minh viên Ban Quản lý Di tích tỉnh. Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng ghé thăm một di tích cấp quốc gia, nơi mà còn lưu giữ được rất nhiều những cổ vật bằng đá có giá trị lịch sử và nghệ thuật điêu khắc thời Hậu Lê. Đồng thời thì đây cũng được đánh giá là một quần thể kiến trúc đá đặc sắc hiếm có cuối thế kỷ thứ 18 trên mảnh đất Hưng Yên. Đó chính là đền thờ và lăng mộ quận công Bùi Đăng Châu ở xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cùng với khám phá những nét đặc sắc về công trình kiến trúc của đền thờ và lăng mộ quận công Bùi Đăng Châu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc đời và những công lao cống hiến to lớn của quận công Bùi Đăng Châu với dân, với nước và vì sao ông lại được nhân dân làng Đoàn Đào tôn làm thành hoàng làng. Thời của cụ Bùi Đăng Châu ấy là một giai đoạn lịch sử khá đặc biệt. Trên triều đình thì có cả vua, có cả chúa, tức là một thời kỳ người ta gọi là lưỡng đầu chế, hai người đứng đầu. Và do đó cái vai trò của những đại thần lại rất là quan trọng. Trong bối cảnh ấy, dòng dõi hoàng tộc chưa chắc đã bằng những công thần. Đấy thì là một cái thực tế, cho nên chúng ta mới thấy ở cái thời kỳ đó những cái lăng quận công ấy đấy, thì thường thường là có được một cái đặc ân của chính quyền. Thì cái trường hợp mà cụ Bùi Đăng Châu mà có được cái cơ ngơi hoành tráng như thế này đấy, thì nó chứng tỏ hai điều. Một là cụ là một nhân vật không chỉ là đại thần mà còn là một đại công thần. Trong tất cả những thông tin chúng ta biết được về lịch sử đấy, thì cụ Bùi Đăng Châu là một trong những người có công lớn trong việc giữ gìn cái sự bình yên cho đất nước lúc đó. Do hoàn cảnh lịch sử và do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, cho đến bây giờ chưa có tài liệu nào xác định chính xác công trạng, thậm chí là ngày sinh tháng đẻ của quận công Bùi Đăng Châu. Theo sử sách và các bia ký lưu giữ tại khu di tích đền và lăng mộ, cũng như qua lời kể của các cụ cao tuổi trong dòng họ Bùi, thôn Đoàn Đào, quan quận công Bùi Đăng Châu là đời thứ tư của dòng họ Bùi ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cụ là con thứ ba trong gia đình, có 5 anh em trai. Ngay từ khi còn nhỏ, Bùi Đăng Châu đã bộc lộ tư chất thông minh của người có trí lớn, ham đọc sách thánh hiền, học binh pháp tôn tử và rất am thông thao lược. Các cụ ngày xưa truyền lại, ngày xưa có còn một con chim bay qua làng mà cụ dùng không ngắm mà dùng tên bắn chết. Sau đó cụ lên triều đình với cô ruột là Bùi Thị Viêng ở triều nhà Lê, thì được vua trọng dụng và cụ vào đấy học hành thêm và thi đỗ quan võ. Đến đời vua Lê Hiển Tông, triều đình mở khoa thi tiến sĩ võ và tuyển thân binh. Bùi Đăng Châu dự thi và trúng tuyển. Chúng ta đã biết tới cái truyền thống khoa cử của Việt Nam. Nhưng phần nhiều là biết tới các bậc nho sĩ, tức là những người thi chữ để thể hiện cái tài năng hiểu sâu, biết rộng và tham gia vào cái công cuộc trị quốc. Nhưng trong lịch sử Việt Nam thì chúng ta biết là có một thời kỳ cái người có quyền lực thực sự thì lại là ông các ông chúa đứng đầu cái bộ máy quân sự. Mà trong số các ông chúa Trịnh ấy thì có một người rất lỗi lạc. Đấy là ông Trịnh Cương. Thì ông Trịnh Cương là cái người sớm nhận ra đấy là thi văn nó chưa đủ, mà phải tổ chức cái cử võ. Và từ đó bắt đầu có cử nhân võ, có tiến sĩ võ. Thì cụ Bùi Đăng Châu nhà mình ấy thì đã đỗ là tiến sĩ võ dưới thời vua Lê Cảnh Hưng, nhưng mà khởi từ ông Trịnh Cương. Để chúng ta hiểu rằng đây là một cái ngạch để tuyển chọn những người có tài năng. Và sau đó như chúng ta đã biết ấy, cụ Bùi Đăng Châu đã đảm nhiệm rất nhiều những chức vụ quan trọng, là không chỉ là người tài năng thông qua cái kỳ thi đó, thông qua những chức vụ quan trọng đó đấy, mà còn để lại những cái ấn tượng rất tốt đẹp với tất cả các chính quyền từ thời Lê cho đến thời Nguyễn. Cho nên cụ đã được
ghi ở trong các cái sắc phong và sau đó được truyền lại cho các cái đời sau. Sau khi đỗ tiến sĩ võ, Bùi Đăng Châu đã được triều đình bổ làm thăng cơ đội mành trung giảng, phó cai quản trị thị nội. Trên con đường quan nghiệp, với tài năng và đức độ hơn người, Bùi Đăng Châu đã lần lượt được giao các chức vụ quan trọng: chánh thư hiệu cung thị nam, thị nội giám, tư lễ giám, tổng thái giám, đô đốc phủ, tả đô đốc sán trung hầu, thái tế đại tư không, thượng trụ quốc và cuối cùng đã được triều đình nhà Lê phong thái tể đại vương. Người trong hoàng tộc mới được phong vương, còn các người ngoài hoàng tộc thì là phong các cái hàm ngũ bá, nhưng mà cụ ở đây lại cũng được phong vương. Thì đây là một cái mà xét về công lao của cụ là như người trong hoàng tộc. Cụ Châu được triều đình cử vào miền Nam làm Nam quân đô đốc để đi dẹp quân Chiêm Thành. Khi mà cụ dẹp quân Chiêm Thành xong thì cụ trở về thì được triều đình là bổ nhiệm làm đại tư không, là một vị quan trong hàng tam công, phụ trách việc dân sự, điều hành các quan tri phủ, các quận, các châu để lo cái đời sống xã hội lúc bấy giờ. Chúng ta hôm nay nói tới cụ với những cái sự kính trọng sâu sắc ấy, chính là vì chúng ta đã nhận thấy rằng cụ là một hình tượng đã được sống ở trong lòng dân. Thì đấy, chúng ta giải thích tại sao có một cái cơ ngơi như thế này đi, thì phải hiểu cả hai cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là cụ có đóng góp rất lớn của cái thời cụ sinh thời, nhưng đồng thời giữ được đến như hôm nay đấy là cụ sống trong lòng dân. Rõ ràng là dân làng đã che chở, đã bảo vệ, đã giữ gìn cho những cái di tích này. Do lập được những công lao to lớn trong phò vua giúp chúa đem lại thái bình cho đất nước, quan quận công Bùi Đăng Châu đã được triều đình nhà Lê ân vinh ở hai trật cao nhất hàng ngũ bá: công hầu bá tử nam, được triều đình cấp thái ấp, lộc liền, vàng bạc châu báu, được vua Lê ban đặc ân xây dinh thự lăng mộ ngay khi còn đương chức. Đất nước ta ở nửa đầu thế kỷ thứ 18 đấy thì đang phát triển rất mạnh. Cái thời kỳ mà chúng ta gọi là nhất kinh kỳ nhì phố hiến, cái thời kỳ mà các cái thuyền buôn phương Tây đến rất nhiều, chúng ta có thương cảng Phố Hiến, thương cảng Đô Mia, thương cảng Hội An, vân vân. Đây là một thời kỳ phát triển thịnh trị của đất nước đấy. Thì thời kỳ này chúng ta gần như không có giặc ngoại xâm, thời kỳ thịnh trị. Các cái tàu buôn nước ngoài đến, những người sứ giả nước ngoài đến đều đánh giá rất cao cái sự phát triển mà ta gọi là văn minh Đại Việt. Cụ là sinh ra ở cái giai đoạn mà còn đang phát triển mạnh mẽ như thế, thì làm đến những chức vụ mà như chúng ta thấy đấy, cao như thế, tước phong lên tước hầu và sau đó khi mất là phong đến tước quận công ấy, thì rõ ràng là một trong những vị đại thần đầu triều. Thì những người quan đầu triều ấy sẽ có đóng góp rất là quan trọng. Đền thờ lăng mộ quận công Bùi Đăng Châu được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 5.000 m² tại xã Đoàn Đầu, nay là thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Công trình bao gồm các hạng mục tam quan, sân chầu, khu thờ chính và khu lăng mộ. Tam quan được xây dựng theo kiểu trồng diêm 3 tầng, 12 mái, đường bờ nóc đắp lưỡng long chầu Nhật, các đầu đao tạo tác thành đầu rồng rất uy nghi. Từ tam quan đi vào sân chầu, mỗi bên bài trí một bia đá hình trụ tròn. Nội dung bia khắc ghi số ruộng đất do cụ Bùi Đăng Châu bỏ tiền ra mua để cho dân trong làng và nhân dân quanh vùng canh tác, ổn định cuộc sống. Khu sân chầu ở giữa có đường thần đạo, hai bên là hai hàng tượng đá, các cặp tượng lính canh, Thắng Vũ Binh Thần Tướng Môn, Dụng Vũ Binh Thần Tướng Môn, Nghiêm Vũ Thần Tướng và Bích Vũ Thần Tướng. Các tượng voi ngựa được tạo tác ở tư thế đứng chầu.
kế tiếp với sân chầu là khu thờ chính. Tại đây còn lưu giữ được 3 hương án đá, bàn thờ đá và ngai đá là những hiện vật cổ do vua Lê ban tặng. Khu thờ chính được kiến trúc theo kiểu tiền chữ nhất, hậu chữ đinh, gồm tiền tế, trung từ và hậu cung. Tòa tiền tế gồm 3 gian 2 dĩ, được làm theo kiểu trồng diêm 2 tầng 8 mái. Phía trên gian chính giữa treo bức đại tự có 5 chữ Hán lớn: Đại Đức Vạn Niên Trường, dịch nghĩa Đức lớn trường tồn mãi mãi. Phía dưới là bức cửa võng sơn son thiếp vàng chạm đề tài lưỡng long chầu Nhật, tứ linh và hoa sen. Hai bên là đôi câu đối chữ Hán: Sinh vi tướng, hóa vi thần, phù lê triều danh truyền bất hủ. Quang ư tiền, thùy ư hậu, thiên thu bằng tử phúc trường lưu. Dịch nghĩa: Sống làm tướng, chết hóa thần, giúp triều lê tiếng thơm bất hủ. Trước sáng truyền đời ngàn năm phúc lưu muôn thuở. Phía dưới cửa võng là nhang án làm bằng đá xanh nguyên khối, được trang trí mang phong cách thời Nguyễn. Qua tiền tế là 3 gian trung từ. Nối với trung từ là hậu cung. Hậu cung mang dấu ấn kiến trúc của thời Nguyễn, nơi đặt ngai thờ quận công Bùi Đăng Châu. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại hậu cung còn lưu giữ rất nhiều các cổ vật có giá trị, trong đó tiêu biểu là ngai đá được làm bằng chất liệu đá xanh. Đáng chú ý là phần mặt đế ngai và đế ngai được chia ra làm 9 ô, trong đó 8 ô hoàn chỉnh. Qua đây có thể thấy rằng là về ý nghĩa và biểu tượng của con số 9 cũng rất tương đồng như là ý nghĩa và biểu tượng của 9 chiếc chuông lục lạc được tạo thành vòng cổ ngựa, thể hiện cái ước vọng tốt đẹp, trường cửu, cũng như là thể hiện mong muốn ngàn đời của người dân nông nghiệp, đó là cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở. Cuối thế kỷ 18, khi tuổi đã cao, quan quận công Bùi Đăng Châu đã xin từ quan trở về quê hương an hưởng tuổi già. Đúng thời điểm này, cuộc tiêu phạt giữa hai bên Trịnh Nguyễn diễn ra hết sức tàn khốc. Giặc cướp hoành hành, thôn làng bị tàn phá, người dân phiêu bạt khắp nơi. Trong bối cảnh đó, cụ không chỉ chứng tỏ mình là bậc đại thần trong triều, mà còn chứng tỏ mình là bậc đại thần trong lòng dân. Cụ đã dồn hết tài lực, chiêu mộ người dân trở về quê hương, hướng dẫn họ khai khẩn đất hoang, tái thiết thôn ấp, chỉnh đốn, thuần phong mỹ tục. Kể từ đó, làng Đoàn Đào được tái thiết trở lại. Cụ để lại cho dân làng Đoàn Đào hơn 1.000 mẫu ruộng các loại gồm ruộng công, ruộng thờ thần, thờ Phật, ruộng học, ruộng binh, ruộng hậu, ruộng thưởng. Cũng trong thời gian này, cụ còn đem tiền của bổng lộc đã dành ruộng trong suốt thời gian làm quan để hưng công, xây dựng nhiều nhà thờ, đền, chùa, miếu, làm nhiều việc thiện, tích phúc cho con cháu, tích phúc cho dân làng. Trong thần tích làng Đoàn Đào có đoạn: Cụ là một nhà tích thiện truyền đời, tôn sùng đạo Phật, tu sửa các nhà thờ, chùa chiền để tiếng thơm cho muôn đời. Thọ như núi nhạc, phúc nhiều như sông biển. Quan Thái Tế Đại Vương, Trung Quận Công Bùi Sán, tức Bùi Đăng Châu, mất ngày 10 tháng 5 âm lịch. Phần mộ của cụ được an táng tại Từ Vũ trong dinh Liên Hoa Kết Nhụy. Sau khi cụ mất, dân làng Đoàn Đào đã tôn cụ là đệ nhị hậu thần, thờ cụ tại đình làng. Đệ nhất hậu thần là cụ Bùi Đăng Sĩ, là cha của cụ Bùi Đăng Châu. Sau khi tiên công Bùi Sán mất, triều đình nhà Nguyễn đã ban tặng cụ thêm một bậc nữa là Đoan Túc Tôn Thần. Từ đó ở đình làng có 3 bức đại tự. Sau khi cụ mất, vua Lê đã ban 2 sắc phong, phong là Thái Tế Đại Vương và Sán Trung Hầu Quận Công, đệ nhị hậu thần. Đến triều Nguyễn,
xét thấy quận công Bùi Đăng Châu có công lao to lớn đối với dân với nước, vua Khải Định đã ban hai sắc phong, phong là Dực Bảo Trung Hưng, ra phong là Đoan Túc Linh Phủ Tôn Thần, cho phép nhân dân địa phương tiếp tục thờ phụng. Đưa đất nước bước vào một thời kỳ mới. Không phải đơn giản mà cụ trở thành thành hoàng làng. Không phải tự nhiên mà các triều đại quân chủ sau đó liên tục có những cái sắc phong để gia phong thêm những cái mỹ tự cho cụ. Trước hết là đoan túc tôn thần, tức là thờ cụ là thần, biểu tượng của cái sự thẳng ngay, đoan chính. Đấy. Thì đoan túc tức là túc là rất đầy đủ, trọn vẹn, với ý nghĩa là một cái người thẳng ngay, đoan chính, đạo đức. Và sau đó là còn linh thiêng nữa, cho nên là thêm hai chữ linh phù, tức là không chỉ là thờ một con người đấy, có cái đạo đức đoan chính đấy, mà còn là một cái người trở thành thần linh thiêng, có thể phù hộ cho mọi người, cho xã hội, cho con cháu mai sau. Phía sau khu thờ chính là lăng mộ cụ Bùi Đăng Châu. Khu mộ được xây ghép bằng đá theo hình bát giác bao quanh, trên có tường bao được chạm trang trí đề tài cá chép vượt vũ môn, xen với vân mây và hoa cúc. Sau khu lăng mộ là lăng của quận công, được làm bằng chất liệu đá. Lăng xây 2 tầng 8 mái, bờ nóc trang trí hình mặt trời, các đầu đao tạo tác kiểu hoa dây cách điệu. Mái lăng đắp giả ngói ống, diềm mái tạo tác hình lá đề. Phía trước lăng là 4 cột đá trang trí rồng cuốn. 4 mặt lăng chạm trang trí nhiều đề tài như rồng, lá đề, hổ phù, chữ thọ. Chúng ta có được một cái di tích mà nay đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia đấy. Thì đây là một cái giá trị vừa có ý nghĩa vật thể, tức là đây là chúng ta có một cái cơ ngơi như này, vừa có ý nghĩa phi vật thể, tức là nó có di lại những cái truyền thống rất là quý báu. Bấy lâu nay chúng ta thường hay kể tới các cái di tích như là niềm tự hào này, như là cái giá trị quý báu này. Nhưng mà có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận đó như là một cái tài sản, một cái tài nguyên văn hóa. Thì rõ ràng là cái việc này chúng ta từ cấp chính quyền cho đến nhân dân, rồi cho đến cơ quan khoa học, truyền thông nữa, là phải làm sao đó để những nơi này đấy phải có được nhiều người đến chiêm ngưỡng, phải làm sao đó nó tham gia vào cái quá trình phát triển của địa phương và đất nước nữa. Hay nói cái khác là khai thác nó như là một cái tài nguyên văn hóa. Thì đấy chính là cái nhiệm vụ chúng ta hôm nay. Khi mà muốn nói tới một cái di sản văn hóa, một cái di tích ấy, thì không phải chỉ đánh giá nó có giá trị này, giá trị khác nữa, mà phải suy nghĩ tới những giải pháp để đưa nó vào cuộc sống. Phải làm sao đó để biến thành một cái tài nguyên có thể khai thác cho sự phát triển của địa phương và đất nước. Cái chuyện mà một ngôi vua giữ được lâu ấy là nhờ vào đại thần. Theo các nhà sử học, đây là một trong những quần thể kiến trúc bằng đá rất đặc sắc và hiếm hoi của thế kỷ 18. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây là cơ sở hoạt động bí mật của cán bộ Việt Minh, địa điểm liên lạc hội họp của cán bộ dân quân du kích địa phương, nơi dừng chân của Trung đoàn 42 quân khu 3 để đánh bốt đoàn đào. Vì thế thực dân Pháp đã từng có ý đồ san phẳng khu di tích. Đoàn đào nó phá hết, không là gì, chỉ mỗi cái dinh thự cũ. Rất may là voi đá người ta phỗng đá còn nguyên. Cái thằng Bảo Hoàng nó bắn vào cái con voi này, thế không biết các cụ linh thiêng hay không, là thì nó chết tại trận đấy, cho nên là tất cả mọi thằng không dám vào sinh đoàn nữa. Với những giá trị đặc sắc về vật thể và phi vật thể, năm 2014, khu di tích lăng mộ và đền thờ quận công Bùi Đăng Châu đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nhằm tôn vinh những công lao to lớn của quận công Bùi Đăng Châu với dân với nước, thông qua đó giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, đặc biệt là việc phát huy các giá trị đặc sắc của di tích. Hàng năm, vào các ngày từ 15 đến 17 tháng 1 âm lịch, chính quyền và nhân dân địa phương đã trọng thể tổ chức lễ hội truyền thống
để kỷ niệm ngày cụ mở tiệc tại dinh thự Khao Bạn đồng triều và dân làng. Lễ hội tổ chức với quy mô lớn gồm tế lễ, rước kiệu và tổ chức múa lân, đấu võ, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian. Với những giá trị đặc sắc, di tích lăng mộ đền thờ quận công Bùi Đăng Châu đã và đang trở thành điểm đến, một địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn với du khách gần xa trên hành trình đến với phố Hiến, Hưng Yên, một vùng đất với những tầng dày về văn hóa.